Xin kính chào quý vị và xin kính chào quý bạn. Tôi là Phùng Ngọc Tĩnh và hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2020. Như tôi cũng cố gắng làm sao đấy để mỗi một tuần có thể ra được một cái video clip để trao đổi với các bác có cùng đam mê. Thì như các bác biết, đã có một số bác đã theo dõi những cái chương trình của tôi. Trong mấy tuần gần đây, tôi có làm liên tiếp một số những cái cổ vật và đánh giá về cái bộ sưu tập của một ông được mệnh danh là vua đồ cổ của Việt Nam, nhà sưu tầm Hoàng Văn Cường. Thì hôm nay cũng có một nhà sưu tầm khác, cũng được một số người đánh giá là vua cổ vật của Việt Nam. Nhưng để tránh nhầm lẫn giữa nhà sưu tầm Hoàng Văn Cường, thì tôi xin gọi đây là ông vua gốm sứ Đinh Công Tường. Đúng như cái giấy chứng nhận kỷ lục. Đây là một cái giấy chứng nhận người ta chứng nhận ông Đinh Công Tường sẽ là người giữ kỷ lục về số lượng lớn sưu tầm ấy, một số những cái đồ cổ vật và những cái đồ gốm sứ mới tại khu vực Đông Nam Á. Như vậy trong này các bác lưu ý cho tôi là hai từ là vừa cổ vật này và vừa là đồ mới nhé, đồ gốm sứ mới. Là có số lượng lớn nhất Đông Nam Á. Vâng, đúng như tên gọi như vậy, nhưng mà ở đây người ta nói là phần lớn, most, nghĩa là cổ vật và trong đó có cả đồ mới. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ ngược lại, là phần lớn là đồ mới, chỉ có một phần nhỏ là cổ vật thôi. Và tại sao nó như vậy? Thì tôi xin phép được đánh giá. Trước khi để vào trao đổi với các bác thì tôi xin nói như này, một vài bác nếu khó tính hoặc khó khắt khe quá thì có thể cho rằng tôi là người đi bới lông tìm vết, nhưng mà thực ra nó không phải là như vậy. Nếu như đây là một nhà sưu tầm bình thường thì có lẽ tôi cũng không có mức độ phải bận tâm, nhưng mà đây là một nhà sưu tầm có thể nói là hàng đầu, đây như này lớn nhất Đông Nam Á rồi, mà hình như là còn mới gần đây còn lớn nhất cả châu Á nữa thì phải. Thì những cái thông tin đưa ra nó phải chuẩn. Cái thứ hai là đồ vật nó cũng phải chuẩn. Và ngay trong cái giấy chứng nhận này người ta đã nói là vừa đồ cũ và đồ mới, vừa đồ cổ và vừa đồ mới. Và người ta sẽ đi vào bình luận cụ thể. Và cho dù ý kiến của tôi nó sẽ có hai khả năng, hoặc là không đúng. Thì nếu mà không đúng thì các bác nào xem chương trình này, các bậc tiền bối hoặc những bác nào lão luyện kinh nghiệm thì có thể góp ý giúp để tôi sửa chữa cho các video sau làm tốt hơn. Còn nếu nó đúng thì đấy, với cái tâm của tôi như vậy, tôi muốn bạch hóa và tôi muốn nó truyền tải đúng thông tin cho người xem ở tất cả các kênh khác nhau. Bây giờ các bác chỉ cần gõ từ Đinh Công Tường thì tất cả báo nói, báo viết, báo hình, rồi các YouTuber làm rất nhiều, và trong khi đó những cái thông điệp truyền tải đến, thậm chí nhà sưu tầm này còn muốn mở một cái bảo tàng, quán cà phê bảo tàng để gìn giữ và truyền tải cho mai sau. Mà như vậy thì với số lượng lớn như thế này và được rất nhiều những giấy chứng nhận kỷ lục như này, mà bây giờ cái kiến thức anh đưa ra, cái đồ vật anh đưa ra nó không đúng như vậy thì cái tác dụng truyền tải nó kém đi. Vì vậy với cái tâm của mình, tôi sẵn sàng tôi phản biện lại để tôi làm bạch hóa nó ra. Thì tôi hy vọng nếu các bác thấy tôi nói đúng thì có thể các bác nào có tâm, có quan tâm đến cổ vật nước nhà cũng như là cung cấp kiến thức cho thế hệ mai sau, thì đề nghị các bác chúng ta hãy chia sẻ cái bài viết của tôi. Đấy. Tôi xin cảm ơn trước nhé. Và bây giờ chúng ta được bắt đầu. Ở đây là một cái video clip có tên là Chuyện đó đây, bộ sưu tập lục bình xưa cổ lớn nhất Việt Nam. Thế thì ở đây hình như có hai người phóng viên làm cái chương trình này đang phỏng vấn. Thì hình như đây tôi nhận ra là có nghệ sĩ này, hình như nghệ sĩ tên là Dung, Phương Dung hay gì đó. Đây, nhà sưu tầm này, khi mà cái anh phóng viên này anh có hỏi là có cái câu nói là nhất dáng nhì gia tam toàn tứ tuổi. Thế thì nhà sưu tầm cổ vật này đã đưa ra một vài cái cổ vật để chứng minh, để phân tích cho cái nhận định đấy như thế nào.
Thì đây là cái bình đang đưa ra. Và cụ thể cái bình này là cái bình như thế nào? Mời chúng ta cùng nghiên cứu. Đây. Đây là cái bình, đó chính là cái bình mà được nhà sưu tầm đưa ra để phân tích về kiểu dáng, về các cái yếu tố để đánh giá cổ vật. Đây, các bác chúng ta nhận rất là rõ. Tôi không hiểu các bác nghĩ như thế nào. Nhưng với tôi, với một người có kinh nghiệm, chỉ nhìn ngay ra cái nước men, cái màu lam và cái họa tiết này, tất cả đều mới mẻ. Và đây là một đồ giá cây được mang ra, được nhà sưu tầm này mang ra để phân tích, để làm ví dụ, chứng minh. Tôi vẫn nói rằng đã là nhà sưu tầm và cái cuộc chơi này thì không ai không trả học phí cả. Mà khó ai có thể nói tài và không ai không thể sai sót. Nhưng những sai sót mà nó quá lớn như thế này và sẽ còn nhiều nữa. Các bác xem hết cái video clip này, các bác sẽ thật sự là bất ngờ. Đấy, được nhà sưu tầm này đưa ra thì cái tác dụng và cộng thêm là với tư cách là một nhà sưu tầm gốm sứ lớn nhất Đông Nam Á thì cái tác dụng truyền tải cái thông điệp này nó sẽ tai hại như thế nào. Đó. Thì đây mà các bác ta đây nhìn cái bình này theo tôi là đồ giả cầy. Và mời chúng ta sang cái một cái hiện vật khác. Đây, cái hiện vật này thì qua cái chiều cao từ dưới đất này này và với vị trí tay của Đinh Công Tường này, chúng ta đã hình dung ra cái độ to khủng của cái đĩa này như thế nào. Và vấn đề là nhà sưu tầm này giới thiệu đây là cái đĩa mà do nước ngoài đặt Việt Nam sản xuất. Nhưng trong quá trình xuất khẩu ấy thì cái tàu phá ấy, nó bị đắm. Thế và bây giờ nhà sưu tầm này đã sưu tầm lại được. Thế thì nhà sưu tầm này không có nói là nó vào thời kỳ nào. Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng cái đồ này ấy, chưa chắc đã là của Việt Nam sản xuất, mà có thể là Trung Quốc sản xuất. Nhưng mà sản xuất vào có thể cuối thế kỷ 20 đó. Hoặc đầu thế kỷ 20 gì đó. Đây là một cái đồ giả cổ đời nhà Minh. Các cái nét vẽ họa tiết này này đúng theo kiểu đặc trưng đời nhà Minh đó. Mà ở cái thời Tuyên Đức thì cái nét vẽ hoa lá kiểu này rất là nhiều đó. Và đây là các bác nhìn thấy nước men nó vô cùng dại, non dại, rất là mới. Và họa tiết đây cũng như màu lam, các bác nhìn thấy này, một cái màu đen đặc, rất kém tinh thần, họa tiết cứng đó. Cái này thì không cần phải trao đổi lại nhiều. Đây là một cái đồ mới. Tiếp theo là toàn bộ những cái hiện vật ở đây theo tôi cũng là đều bất ổn, đều không bình thường. Và đây, đặc biệt là những cái món đằng trước này, người ta nhìn rất là dễ này. Đấy, từ nước men này, màu xám xám dại dại. Đấy, màu lam này, các bác thấy này, nhìn rất rõ. Đấy, rất non dại. Và theo tôi thì đây là những cái đồ mà không thể nói là chuẩn đồ được. Và đây mời các bác tham khảo một cái đồ thật thuộc dòng đồ ký kiểu đây. Các bác nhìn thấy là nước men của nó trắng, sáng và đẳng cấp. Nó có ánh sáng, nó bóng sáng, khỏe, nó bóng người màu thời gian. Nước men trắng sáng. Đồng thời, chứ nó không lờ đờ xám xám, dại dại như thế này. Đồng thời cái màu lam, đây, và nét vẽ thì thôi khỏi phải nói rồi phải không các bác. Đấy, bên nào nó đẳng cấp hơn ta nhìn rất là rõ. Và để rõ hơn nữa thì mời các bác ta nhìn phía mặt sau của nó. Đây, nhà sưu tầm này giới thiệu đây là đồ của được sử dụng trong trong phủ, trong trong nội cung ấy. Nhưng mà thực tế nó có phải không? Vậy các bác nhìn này, nước men ở đây rõ rất non dại này, chôn đế này. Không có một cái gì thể hiện màu thời gian cả. Và đồng thời ngạc nhiên nhất là đây cái chữ này thì nó vừa xấu này, vừa nhòe mực này, nó không rõ. Nhưng mà cái chữ dưới này đây rõ ràng là chữ ngọc. Mà nhà sưu tầm này giới thiệu là cái hiệu đề của nó là thiện phủ. Tôi không hiểu là cái từ này đọc kiểu gì mà ra thành thiện phủ, tôi không rõ. Nhưng mà đây rõ ràng đây là cái chữ này là chữ ngọc. Và đây các bác nhìn thấy từ nước men này, cốt này, nước men này. À, mọi thứ nhìn không cần phải bình luận nhiều. Đây là đồ giả cầy, không phải nghĩ ngợi gì. Tiếp theo thì toàn bộ cái khu vực ở trong cái căn phòng này bày la liệt kín ở trong một cái căn phòng. Thì được nhà sưu tầm này giới thiệu là đã có rất nhiều đoàn quốc tế đến tham quan cũng như là trong nước. Thì trong đó có 3 người Singapore đến và đã trả riêng cái căn phòng này thôi là 1.2 triệu đô Mỹ. Cái đó thì chúng ta cũng không biết như nào để mà phản biện.
nhưng mà nó là con số để chúng ta suy ngẫm. Nhưng có một số món ở đây, ở trong ở các cái thước phim khác, thì tôi đã nhìn thấy và tôi rất là hoài nghi. Mấy cái món thể hiện vẽ rồng vẽ phượng này rất hoài nghi, và tất cả những cái món ở trên đây tôi giữ hoài nghi nó chưa đủ tuổi cổ vật. Và trong đấy thì có cái bình to nhất là đứng ở vị trí gần chủ nhân này, thì ở có một cái góc chụp to hơn tôi chụp màn hình được, thì tôi chứng minh được cái này khoảng 3-40 năm đổ lại, không hơn. Nhìn các yếu tố màu sắc này, họa tiết này, và tôi chứng minh nó chỉ khoảng 30 năm đổ lại. Cái bên cạnh đấy, nước men khá là non dại. Đến tiếp theo thì ở cái bát này được nhà sưu tầm này giới thiệu vào đời nhà Minh. Bát có trang trí các cái ô người ta vẽ người, và bên cạnh là các chữ bùa và giới thiệu đời nhà Minh. Thì dưới góc độ nhìn của tôi, chắc chắn cũng chưa đủ tuổi cổ vật, và có khả năng cũng kịch kim 50-60 năm. Đây, các bác nhìn thấy màu lam này, nước men này, không thể là màu sắc của men, của màu lam của đời nhà Minh đây được. Đó, và đây là một cái đồ phóng cổ, cùng lắm khoảng 60 tuổi, không thể đời nhà Minh được. Đến đây là một con rồng, cái bát này thể hiện rồng 5 móng. Được nhà sưu tầm này giới thiệu đây là đồ dùng trong hoàng cung, và rồng 5 móng thể hiện quyền lực. Nhưng theo góc nhìn của tôi, với cái nước men này, màu lam này, kiểu vẽ như thế này, thì đây cũng chỉ là cái đồ giá cổ, giá cây. Chứ không thể là cũng chỉ 3-40 năm, không có một cái tuổi gì để nói là đủ tuổi cổ vật. Và vì vậy chúng ta không cần phải bàn 5 móng hay là 4 móng gì nữa. Thêm một yếu tố nữa, đây là cái, đây chúng ta nhìn không thật sự rõ, nhưng đây là cái hiệu đề, tức là Khang Hy Niên Chế. Mời hiệu đề Khang Hy Niên Chế 4 chữ thì thường thường được sản xuất vào cuối thế kỷ 19 hoặc đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên cái món này thì không được cả đầu thế kỷ 20, mà như tôi nói khoảng tầm 3-40 năm gì đó. Còn đây là cái hình ảnh bên trong lòng bát. Đấy, dòng 5 móng đây, các bác thấy này. Không cần phải dùng nhiều lời nữa. Nước men này, màu lam này. Các bác tự đánh giá nhé. Tiếp theo là một cái nậm được nhà sưu tầm này giới thiệu thuộc đời nhà Minh và thế kỷ 16. Nhưng với cái nước men này, cái màu sắc chưa có độ ngả màu thời gian vào kiểu họa tiết này, nó có phải đời nhà Minh hay không? Tôi không đánh giá là cái nét vẽ nó, con phượng này nó hơi thô vụng, mà tôi đánh giá nó là hằng giả cầy. Mà cái chính là tôi dựa vào cái màu sắc men và cái độ ngả màu thời gian, độ lạc tinh theo thời gian. Nó hằn thời gian, nét hằn thời gian nên nó không có. Và vì vậy giữa men, cả men và màu sắc đều không đạt yêu cầu, cũng như màu lam. Và vì vậy tôi đánh giá nó non đồ. Và theo tôi cái này cũng là nửa sau của thế kỷ 20, chưa đủ tuổi cổ vật, đừng nói gì đến đời nhà Minh. Bây giờ mời các bác có thể tham khảo thêm một cái nậm thật thuộc về đồ dòng đồ ký kiểu thế kỷ 19. Đấy, các bác hãy cùng nhìn. Ở bên này nó có nước men màu lam bóng sáng và nó có độ hằn thời gian. Đồng thời nước men cũng bóng sáng chứ nó không có cái màu lờ đờ dại dại như bên này. Đấy, mời các bác cùng nhìn thấy nước men hai bên nó khác nhau. Đó. Như vậy đây cũng lại là một cái món tiếp theo mà giới tận thời kỳ nhà Minh các bác ạ. Rất là nguy hiểm, bởi vì những cái thế hệ sau hoặc những người non kinh nghiệm, người ta nhìn và người ta bảo ở đây đời nhà Minh nó phải như thế này. Đấy là vua cổ, vua đồ gốm sứ Việt Nam nói như thế này. Rất là nguy hiểm. Đó. Tiếp theo, những cái món đồ này thì những bác nào chỉ cần chơi vài năm thôi đã có thể dễ dàng nhận ra đây khả năng nhiều là đồ của Nhật. Đấy, mà còn là Nhật in, phải không ạ? Đấy, các bác nhìn rất là rõ. Và số lượng thì nhiều vô cùng. Đấy. Gần như để kín cả một cái sàn nhà. Tương tự mấy món này, các bác sẽ dễ dàng nhận ra ngay từ nước men cho đến màu lam, đến họa tiết. Đấy, tất cả là những cái màu sắc rất là kém cỏi và non đồ. Toàn bộ những cái đồ này, đồ mai hạc này, rồi những cái đồ gia long tổ quốc này, rồi các cái đĩa mà có thể hiện chữ này, vân vân,
tất cả các món này, theo tôi, với những các cái nước men này và màu sắc như thế này, không món nào là chuẩn cổ cả, và không món nào là đồ thật, đồ ký kiểu cả. Tất cả là hàng giả cầy. Đó, xin lưu ý. Và để minh họa thì mời các bác tham khảo này. Đây, ở một cái đĩa đồ thật thể hiện chữ này, so với cái này. Tôi không phải vì ở đây bên này là bảo là cái nét chữ nó đẹp hơn hay màu lam nó đẹp hơn để tôi khẳng định. Mà cái chính là tôi nhìn vào cái nước men. Các bác nhìn thấy là đồ thật này, nước men nó trắng sáng và nó bóng, nó đẳng cấp. Và nó có nét ánh sáng, cái bóng của cái ngả màu thời gian. Nhưng ở đây là một cái thứ màu non dại. Đấy, màu sắc ngả hơi xám, rất là tươi mới. Phải không ạ? Và như vậy thì đến sang đến cái món này, tôi sẽ có một cái đồ. Đây, tiếp tục các bác nhìn thấy ở trên đồ thật này. Nước men trắng, sáng và bóng. Ở đây này các bác nhìn thấy này, cái nước men nó dại dại. Đấy, cái màu sắc nó rất là dại và nó tươi. Đấy, với màu lam các bác thấy nhìn nó kém cỏi hơn. Các nét nó kém tinh thần hơn rất nhiều so với đồ thật. Và tương tự như vậy, đây mấy món này, có theo tôi thì khả năng là cũng chỉ đồ 30-40 năm gì đó, và khả năng của Nhật Bản làm. Đấy, và đây là các cái họa tiết này, theo tôi có khả năng là in. Đấy. Thì bây giờ mời mong ta sẽ so sánh nó với cái đồ thật. À, rồi các bác chỉ dùng hình ảnh và các bác tự cảm nhận, tôi không cần nói gì thêm. Men với men, màu lam với màu lam. Nhưng chỉ xin có một lưu ý. Không phải tất cả mọi cái đồ chuẩn đều có cái màu sắc màu lam đẹp như thế này. Xin lỗi các bác như vậy. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải dựa vào cái độ ngả màu và cái nước men ngả màu thời gian. Cũng như cái độ chìm sâu của màu lam để chúng ta đánh giá. Đấy, tôi xin nhắc lại. Luôn luôn là như vậy. Với những cái đồ mà chúng ta không có cái hình ảnh của cốt thì chúng ta hãy cố gắng nhìn vào cái màu lam, nhìn vào nước men. Đấy, và cái độ tức là ngả màu thời gian, độ lạc tinh theo thời gian, nó có tự nhiên hay không. Tương tự như vậy, toàn bộ những món này cũng vậy, không được một món nào cả. Rồi, vứt đi hết. Và đây cũng vậy, đây là cái ở cái góc chụp này ta được nhiều hiện vật hơn. Ta nhìn thấy những nước men quen thuộc. Đó. Có một số bác sẽ bảo là ơi nhưng đây nó vẫn là đồ chuẩn cổ, nhưng chẳng qua đây là đồ của quan dụng hoặc là dân dụng. Không phải. Ta nhìn thấy cái nước men non nó khác. Kể cả đồ quan dụng hay dân dụng, nhưng cái nước men ngả màu thời gian nó vẫn khác. Đấy, cho nên các bác cần phải lưu ý như vậy. Đấy, người ta nói người ta phải có căn cứ. Tiếp theo ở đây thì ta hãy nhìn vào hàng phía trước cái toàn bộ những cái bát này. Vâng. Thì tôi không cần phải nói thêm một câu gì nữa. Đấy, mời các bác cùng tất cả cảm nhận. Đấy, từ màu lam, màu men, họa tiết. Đấy, các bác cùng nhìn. Đấy. Các bác trông này. Đấy. Nó kém cỏi lên như thế nào. Và tất cả những cái phía sau đó, cũng chỉ được vài chục năm mà thôi. 30-40 năm đổ lại. Đó. Tất cả đều một cái màu sắc kiểu kiểu như thế. Và đây kiểu như này thì nhiều lắm. Đây là đài truyền hình Cần Thơ này. Đấy, các bác cùng nhìn. Không biết bao nhiêu. Đấy. Đấy, toàn đồ in. Và rất non đồ, phải không ạ? Nhiều vô cùng. Và nó giải thích tại sao nhà sưu tầm này sở hữu hàng trăm ngàn món. Và đây lại củng cố minh họa thêm tại sao nhà sưu tầm này có nhiều đồ gốm sứ đến thế. Đấy, toàn bộ các cái đồ này nhìn. Tôi phải nói thật với các bác này. Cách đây mấy năm tôi có đi mua một cái khay bằng đồng. Cái khay có lẽ là do của Trung Đông sản xuất. Nó cũng chưa cổ lắm, nhưng theo tôi khoảng 6-70 năm đấy, tôi mua của một cái bà. Người bà này thì tôi nói chuyện với bà ấy thì bố bà người Pháp, mẹ người bà Brazil, nhưng bà lấy chồng người Úc và hiện nay bà đang sống ở Úc. Thì bà đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới, thì có sang cả Nhật. Thì khi tôi vào tôi nhìn thấy bà có khoảng tầm 5-6 cái đĩa gì đấy xanh lẹt của Nhật ấy, đồ in. Bà bảo mày có muốn không tao tặng cho luôn. Mà tôi bảo tôi không lấy vì về nhà nó chật nhà những cái đồ này. Đó. Cái kiểu kiểu như này, nhưng nó là mấy cái đĩa đấy, xanh lẹt ra đấy, những cái đồ chật nhà. Và đây là tôi cho là quá thiên về số lượng, mua quá nhiều những cái đồ như này. Đấy, và đây cũng vậy. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, quá nhiều. Còn đến đây là một cái món được chủ nhân chợ không nói, nhưng mà được lấy ra từ trong cái ngăn, trong cái tủ đồ cùng với các món hàng chu động.
thế kỷ 14, 15. Từ đây mời các bác chúng ta cùng nhìn đây này. Đây nhìn qua sơ qua nên các cái nét yếu tố phía ngoài này thì gần như 100% chúng ta nghĩ là đây là đồ vớt từ tàu đắm lên, đồ vớt biển đây rồi, phải không ạ? Nhìn nó có thật sự hay không? Mở bác chúng ta nhìn kỹ cái nước men, cái màu sắc họa tiết này, màu lam và cái nét non đồ, cái màu nó không hề có độ hằn sâu của thời gian chút nào. Mặc dù tôi xin lưu ý này này, những đồ được nằm lâu ở dưới biển thì cái nhìn cái nước men nó hơi khác một chút so với cách nhìn men sâu tuổi của cái đồ vớt dưới biển ấy, nó khác một chút so với đồ ở trên cạn. Tuy nhiên thì đây là những cái món mà những bác nào nhiều kinh nghiệm một chút thôi, chỉ cần chơi hàng 5-6 năm trở lên là có thể nhận ra đây là cái bom mìn rồi, không còn bàn cãi gì nữa. Toàn bộ ở đây, tất cả những món này theo tôi đoán thì có khả năng, tôi thì tôi chưa có hiểu nhiều, tìm hiểu nhiều về cái dòng gốm Nam Bộ, nhưng mà những cái đồ này thì tôi nghĩ là có thể dòng gốm Nam Bộ và chỉ được vài chục năm, chứ không có món nào trần cổ ở đây cả. Và những cái món này thôi tôi không phải mất nhiều lời các bác nhé, các bác tự nhận xét nhé. Toàn những đồ tương đối mới phải không ạ? Tương tự như vậy, toàn bộ cái lô hàng khu vực ở chỗ này như vậy đấy, vô cùng kém cỏi, non dại đấy, từ men cho đến màu lam đến họa tiết đấy. Các bác nhìn người ta vẽ này đấy, vẽ con rồng đấy. Đây là cái hình ảnh nó to rõ hơn một chút đấy, các bác nhìn thấy này, màu lam này, tất cả cái yếu tố toàn những đồ 30-40 năm. Toàn bộ khu này tôi không rõ là có phải là của Trung Quốc hay không, nhưng mà khả năng là của đồ của miền Nam nhiều hơn. Nhưng đấy, rồi các bác sẽ lại thấy cũng chỉ 30-40 năm thôi, hoặc là cứ cho lạc quan chút khoảng 50-60 năm gì đấy là đổ lại, không hơn. Và đây toàn bộ các món đồ số này đấy, các bác nhìn thấy là những cái nét tươi mới của họ, nước men này rất là dại đấy, và các họa tiết đây, những cái món màu đồ màu đây đấy, rất là tươi mới phải không ạ? Và những món đằng sau cũng vậy, cũng chỉ được vài chục năm mà thôi. Đây, đến đây thì cái này tí nữa tôi sẽ nói sâu hơn. Còn ở đây với cái góc nhìn này, theo tôi cái món này không phải đồ chu đậu, mà đây cũng chỉ là hàng giả cầy mà thôi. Đấy, các bác nhìn thấy cái nước men dại này. Đấy, cái độ hằn sâu của màu lam, của họa tiết nó không có. Đấy, tất cả độ lạc tinh rất là giả tạo, các bác nhìn. Đấy, không phải đồ chu đậu đây. Đây là hàng bom mìn. Về tài sản nghiên cứu đến món này nhé. Mấy món này thì tôi chưa kết luận được, nó hơi xa một chút. Đến sang món này, được khá là được kiểu dáng, khá là độc đáo. Được chủ nhân giới thiệu là đồ chu đậu thế kỷ 14-15. Và chủ nhân giới thiệu rằng ở Việt Nam hiện nay món này là món duy nhất mà thuộc sở hữu của nhà sưu tầm Đinh Công Tường. Vậy thì món này có phải chuẩn đồ chu đậu hay không? Mời cho bác ta cùng nhau nghiên cứu. Bây giờ ở đây bên trái tôi có một cái món đồ chuẩn chu đậu, đồ vớt biển, và cũng được xác định vào thế kỷ 15. Đây, cái hình đây của nó là cái hình búp sen phải không ạ? Rất đẹp. Bây giờ các bác nhìn thấy nước men này, độ hằn sâu của màu lam này, trong các họa tiết này, độ hằn sâu của màu lam và độ lạc tinh rất tự nhiên của những đồ nằm dưới biển lâu năm. Các bác cùng nhìn. Đấy, men lạc tinh này, ngắm màu sắc ngả thời gian, vô cùng đẹp và tự nhiên. Bên này anh vậy, đây là một món đồ chu đậu. Các yếu tố ngả màu của nó rất là tự nhiên và nước men ngả màu cũng rất đúng xác định tuổi của nó khoảng thế kỷ 15-16, phải không ạ? Đây, tương tự như vậy các cái món này. Đấy, các bác nhìn thấy nước men này, độ hằn sâu của màu lam này, của họa tiết này. Đấy, qua thời gian, con chim này, với con chim này. Bên này mọi thứ nó cảm giác con ngựa nó vẽ như nổi, không có một độ hằn sâu của thời gian chút nào. Nước men ở đây cũng không phải nước men chuẩn, nước men tự nhiên, ngả màu tự nhiên của thời gian. Nước men này nhìn trông rất bất bình thường. Đấy, các họa tiết các bác nhìn này, vừa nét vụng dại này, vừa không hề có cái nét hằn thời gian như ở các cái đồ thật bên này. Và đây là ở một cái hình phóng to hơn, ở đây các bác cũng nhìn này, nó có những cái nét
phai màu thời gian rất tự nhiên và độ hằn sâu của thời gian. Và ngược lại bên này, các bác nhìn, đấy, màu sắc nó cứ nổi hết cả lên. Nó không có một cái chút màu thời gian nào cả. Đấy, nước men ấy nhìn gần hơn các bác thấy này, nó không có độ ngả màu thời gian, không có độ lạc tinh thật. Tiếp theo toàn bộ những món này, đấy các bác nhìn lướt qua một cái và nhìn kỹ hơn một chút, bắt đầu đến màu sắc men này, non dại này. Đấy, tương tự như vậy và màu lam. Những cái món đồ này cũng chỉ được vài chục năm, mà khả năng nửa sau của thế kỷ 20. Bên mời các bác ta tham khảo một cái đồ thật trong bộ sưu tập của tôi, đó là đồ thế kỷ 19. Đấy các bác cùng nhìn đây, cái nước men này nó bóng sáng và nó ngả màu thời gian. Đó. Nó không có đờ đờ dại dại theo kiểu như những bên như này. Và đây màu sắc của màu lam, các bác tự so sánh và đối chiếu. Đấy, bên này, đấy, nó kém rất nhiều. Và bên này cái đồ của tôi là khả năng là đồ thế, có khả năng là vào nửa cuối của thế kỷ 19 mà thôi. Còn cái món này thôi không cần phải trình bày nhiều, đây là một đồ mới hoàn toàn. Đó. Có khả năng sản xuất sau những năm 2000. Và đây tất cả những món này phía trước thì tôi không hiểu lắm về cái dòng này. Nhưng người nhìn qua nhìn các cái món này, tôi thấy nó đều có những cái nét nó có gì đó sai sai. Và vì không hiểu lắm cho nên là tôi cũng xin phép là không bàn thêm mấy cái món phía trước, mà tôi chỉ nói về những cái món các cái bình ở phía đằng sau và mấy cái bát này này đều là những cái đồ không ổn. Đây, màu sắc này các bác nhìn này, đây là hình phóng to hơn mấy cái bình đằng sau này, các bác nhìn này. Đó, còn đây là màu sắc của râu này, còn đây là màu sắc của lông mày này. Các bác hãy cùng nhìn. Còn đây là nước men, đây là màu lam, tương tự như vậy. Nó không hề có những nét hằn sâu của đồ sâu tuổi. Và đây chỉ này cũng là chiếc đồ được 20-30 năm mà thôi, đổ lại. Toàn bộ những số này thì theo tôi có khả năng mà gốm 5 bộ. Tôi đoán có khả năng thôi nhé. Và tất toàn bộ những cái đồ này từ nước men cho đến họa tiết thì không thể là đồ sâu tuổi được. Và tất nhiên chưa đủ tuổi cổ vật, cũng mấy chục năm. Và đây những cái món này tôi cũng không cần phải bình luận gì thêm, các bác cảm nhận được ngay. Và đến đây cũng lại một rất nhiều kệ kệ này, bày la liệt bao nhiêu tầng tầng. Đấy, toàn những cái đồ kiểu như này. Đấy, các bác cùng nhìn này. Đấy, màu sắc men này, họa tiết màu lam này, tương tự như vậy đây. Tương tự như vậy đây, các bác cùng nhìn. Tôi không cần phải bình luận nhiều gì thêm, các bác tự cảm nhận đấy. Đấy. Xanh lẹt và đồ in. Nhìn rất là kém tinh thần và kém cỏi, đúng không? Đấy, toàn bộ đây. Đó. Phần lớn ở đây cũng chỉ là đồ non tuổi và là đồ của Nhật. Đó. Phần lớn có một số nhỏ thì có thể là đồ cổ, nhưng mà còn lại những cái đồ đó, mà các bác quan sát. Và nó lý giải tại sao mà nhà sưu tầm này sở hữu một số lượng nhiều đến như vậy. Còn đây toàn bộ những cái khu này, đây các bác cùng nhìn đây này, toàn bộ những cái ấm đó. Và nó, những cái ấm này dưới góc độ nhìn của tôi cũng chỉ được vài chục năm, 40-50 năm đổ lại đó. Đấy, toàn bộ những cái hàng này, đấy các bác cùng nhìn thấy màu sắc này, màu men này, đến các cái bát này, màu sắc này, các tầng tầng kẽ kẽ đây này, các cái đĩa này. Vâng, nói chung là càng nhìn càng thấy buốt ruột, phải không các bác? Vâng, như vậy là tôi vừa mới trình bày với các bác xong cái bài đánh giá chủ quan của tôi, góc nhìn cá nhân về cái bộ sưu tập của nhà sưu tầm Hoàng Văn Cường. Tất nhiên thì có nhiều lắm thứ cần phải nói, một số thì nó ở cái góc độ video nó không được thể hiện, góc chụp nó không thể hiện nét hết để có thể kết luận. Nhưng với những gì mà tôi có thể nhìn được và tôi có thể cảm nhận, thì tôi đã trình bày một cách khái quát và mang tính đại diện. Còn nữa các bác ạ, đó, thì trong phần trình bày của tôi, như tôi nói ở trên, nó có thể sai, mà nếu sai thì tôi rất kính mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của các bậc tiền bối và của những quý vị mà có nhiều kinh nghiệm lâu năm.
Còn ngược lại, nếu mà tôi nói đúng, thì đấy thì tôi không phải nhắc lại về cái tâm. Mà đây là hoàn toàn tôi có một cái tâm để muốn minh bạch hóa, muốn truyền tải thông điệp thật của cổ Phật đấy, để tránh cái sự hiểu nhầm. Đấy, nếu mà những người ít kinh nghiệm thì có thể coi đây là một cái kênh tham khảo thì có thể cũng vô cùng nguy hiểm. Còn những cái người có thể tham gia mua bán kinh doanh thì người ta sẽ coi những cái video của vua gốm sứ nói ra là những cái chuẩn mực. Thì như vậy cũng rất là nguy hiểm, không những cho những thế hệ này mà còn thế hệ mai sau. Khi mà người họ chiêm ngưỡng những cái đồ mà cho dù là bảo tàng hay là quán cà phê bảo tàng hay tên gọi bất kỳ gì đi nữa thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Thì nếu các bác thấy đúng thì tôi rất kính mong các bác chia sẻ cho nhiều người biết. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào các bác.